Nghệ sĩ nhân dân Lê Thủy, cuộc đời nhiều thiếu thốn. Nghệ sĩ nhân dân Lê Thủy là một trong những tượng đài của Việt Nam. Bà kể rằng, ngày xưa, bà phải chạy số khắp nơi để lo cho con cái của mình khôn lớn. Lê Thủy xuất thân từ gia đình nghèo khó, tuy nhiên bà sớm đến với sân khấu cải lương nhờ chất giọng hay lẫn vẻ đẹp mặn mà. Năm 16 tuổi, nữ nghệ sĩ đạt huy chương vàng, giải Thành Tâm, giải thưởng danh giá nhất ở lĩnh vực cải lương trong thập niên 1980. Ở tuổi U80, nghệ sĩ nhân dân Lê Thủy bồi hồi nhớ lại quãng thời gian phải chật vật sinh con để lo cho các con, thậm chí có thời điểm bà sắp sinh con nhưng vẫn cố chạy xô để kiếm thêm thu nhập để con cái sau này đỡ cực. Nghệ sĩ nhân dân Lê Thủy cho biết, là một nghệ sĩ cả đời gắn bó với sân khấu, đến khi bước ra sang trang mới để làm vai trò làm mẹ, bà vô cùng bỡ ngỡ. Từ khi có con, bà đã thay đổi quan niệm sống, biết tự lập hơn. Bà kể, lúc chưa có gia đình, tôi được mẹ lo, đến khi có gia đình thì được ông xã lo. Những thời gian đó, ông xã tôi đi học tập, để một mình tôi phải tự lập, nào là phải đi mua nhu yếu phẩm, đường, sữa, thịt. Hồi xưa nhìn lại cuộc sống, được bố mẹ chiều như tiểu thư, đến khi có con rồi tôi mới thấy cuộc sống thật nhiều thay đổi. Lúc đó tôi mới bắt đầu ra đời thực sự, nào là đi hát để kiếm tiền, nào là dành dụm lo cho con. Nữ nghệ sĩ kể thêm rằng, vào thời điểm bà có con nhỏ, gặp khá nhiều khó khăn thì chồng xa nhà. Bản thân chạy xô liên tục để trang trải cuộc sống, mỗi lần đi tập tuồng, tôi phải bồng con theo, lâu lâu gặp mấy người bạn. Họ hỏi, tôi về hiểu, dạo này lớn chưa? Hồi đó tôi đi tập tuồng, phải nhờ một người trong đoàn chăm con. Vậy mà em bé rất ngoan, nằm ôm bình sữa ở một góc, khiến ai cũng thương. Rồi tối tôi bắt đầu đi hát, thì giao cho em chồng chăm con hộ. Chia làm hai cữ cho bé uống sữa. Sau khi có người con thứ hai là nam ca sĩ Sơn Đình Trí, nữ nghệ sĩ Lê Thủy lo lắng nói rằng, lúc này cuộc sống cũng khá hơn là bao. Sau khi tôi sinh con ra, lúc đó rất thiếu thốn, em bé mới sinh. Thường được uống sữa này kia, nhưng lúc đó con tôi chỉ được uống sữa ông thọ, kim cương, ít chất bồi dưỡng cho em bé, bà kể. Thời điểm mang thai các con, nữ nghệ sĩ, chưa bao giờ bà thôi ý nghĩ đi show. Vì còn muốn kiếm thêm, lo cho gia đình, muốn con cái có cuộc sống tốt hơn. Bà kể, lúc đó tôi mang bầu bé Trí được hơn 7 tháng, nhưng vẫn diễn tuồng Hoa Mộc Lan, mặc đồ tướng điệu bộ như bình thường, do bụng to quá nên tôi phải quỳ không được. Còn với vai Quỳnh Nga, người ta là tiểu thư, mặc áo từ thân, đeo nón cụ quai nơ, thì tôi chỉ mặc áo dài, mở hít nút, sau đó mặc áo khoác ngoài, nhưng may mắn là khán giả vẫn thương và quỳ mến. Kể lại cuộc đời mình, nghệ sĩ nhân dân Lê Thủy không ngừng xúc động. Bà nói muốn cố gắng để lo cho các con đầy đủ hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.